Đó, thì nãy giờ em đã lựa được cái gì rồi cả nhà ơi? Thì đây ở dưới này, trắng, hồng, đủ hết. Và bây giờ là sẽ tới màu vàng. Phải lựa một cây màu vàng cho khách. Màu vàng nghệ. Còn cái cây này là vàng chanh, nhưng mà khách yêu cầu là vàng nghệ, cho nên mình sẽ lựa cây vàng nghệ. Trong lúc lựa, em thấy có một cái bông màu tím sen nở đẹp lắm. Cầm lên cho cả nhà xem. Đây. Wow, màu tím sen đẹp chưa? Đó. Nhưng mà cây này chưa có khách chọn, chưa có khách, chưa có chủ. Cho nên bạn nào muốn sở hữu cây màu tím sen đó thì comment bên dưới. Sáng nay bị lạc giọng rồi. Có vị khách nào muốn sở hữu cây màu tím sen này thì hãy comment bên dưới giúp em nha. Đó là màu tím sen. Rồi, bây giờ thì em lại tiếp tục chọn bông. Tóc bù tay rối hết rồi. Phiếu em đã sau giường đó, giờ em sẽ cầm một cái bông đi vô, dễ thương chưa? Đi vô nhà thôi, vô nhà thôi, cả nhà ủng hộ em nhé. Đấy, phía sau vườn của em đó, cả nhà ủng hộ em bằng cách là nhấn nút like. Và ai chưa đăng ký kênh thì hãy subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ em. Thank you very much. Đi vào nhà đây.